Đi nhậu cái gì đây? Đi nhậu cái gì đây? Cái nấu cơm đéo được mà phải. Hả? Đấy. Cực ngon luôn. Giờ là coi như quay là ok rồi. Hết bạch luôn. Hả? Nói chung là ngon rồi. Đã ngon từ lâu rồi nhưng giờ nó còn ngon hơn nữa. Đấy.